Hết rồi hả con? Dạ. Đây cậu bé bán thơm nè các bạn. Bé ra đây à? Gột thơm. Con trai đi ra đi làm với mẹ là mấy từ mấy giờ? Bốn giờ rưỡi năm giờ là con trai đã đi rồi hả? Trời ơi. Các bạn thấy cậu bé gột thơm không các bạn, phụ mẹ nè. Thì hôm nay con trai mình đến đây nha các bạn, Cuộc Sống Sài Gòn TV mình đến lần thứ hai đó. Đây là mẹ của con trai nè. Thì đến lần thứ hai nha các bạn thì mới gặp được cậu bé thôi, chứ còn cậu bé bán xong hết rồi. Chú chở chú. Mấy con đi chơi đâu vậy? Chị với cháu là thường ra là bốn ra ngoài điểm này là khoảng mấy giờ chị? Khoảng 5 giờ. 5 giờ hả? 5 giờ là chạy nhà từ nhà ra đây rồi. 5 giờ là anh chở ra. À. Em thì bán ở quận 2 á. Dạ. Khách. À thường bán quận 2 hả chị? Rồi chị cái một ngày là chị bán là khoảng 100 trái thôi. Mỗi lần thì cho nó 50 trái, nó bán khoảng hết 20 trái, còn 30 trái thì đem về. Dạ, ui á hả? Mỗi lần thì bán rất chiều quá. À. Rồi cái bây giờ thì nó bán hết buổi sáng thì buổi chiều không có bán. Dạ, tức là mỗi lần thì bán vừa bán buổi sáng và buổi chiều. Dạ. Bây giờ thì bán buổi sáng hết rồi, đâu có buổi chiều đâu có bán. Dạ, các bạn thấy mẹ cô bé gọt thơm nè các bạn. Thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đến đây thì cũng trẻ quá các bạn. Mình đi làm á, mình tranh thủ. Hôm qua em cũng ghé đây mà hôm qua thì tới đây thì em vòng qua vòng lại em không thấy. Ủa anh bán tại địa điểm này luôn hả chị? Đây luôn nè. À đây luôn á hả? Dạ. Hôm nay chị bán hết sớm hả? Dạ, bây giờ bán hết sớm ra đường hết rồi. Bây giờ chị mới dọn ra. Mình tăng cường lên thêm khoảng thêm 100 trái nữa đi chị. Thì được không? Mình cứ đứng đường mà chứ mình đi lấy hàng á. Ờ để cho bởi vì hiện tại là mọi người cũng yêu thương bé đó nên là làm muốn mua đó chị hả? Thì mình nên tăng cường thêm trái lên. Mà hôm nay trên này bé bán hết sớm đi rồi, còn ở dưới kia chị có bán không? Không, bữa nay hết luôn rồi. Bữa nay lấy bé còn được hết luôn. Được hai mấy trái rồi. Tại vì ta đặt hàng á mình lấy cho người ta. Dạ. Nếu mà tức là mình đặt hàng nhiều thì mới có, còn không là chỉ số lượng có nhiêu thôi hả chị? Dạ. Vậy gì đó Nhi? Vậy bậy bên đây vậy? Con chưa có đi học hả Nhi? Đi học. À chừng nào mới đi học? Chưa biết hả? Các bạn ơi, giờ này là bé đã bán hết thơm rồi nhưng mà cũng có một số anh chị, cô chú tới ủng hộ con nhưng mà hết thơm nha các bạn. Bé này đang đi học lại đi bán rồi chị. Dạ, nó nghỉ học. Nghỉ học rồi. Học lớp mấy rồi lại nghỉ? Nó không học lớp 3, nó cũng đi lại học. Nghe con thích chơi cái gì? Hôm nay chị cũng muốn bán bệnh luôn hả? Dạ, con muốn trở lại trường học không? Nè, không lấy hàng được rồi. Em chắc có mà xe có xe cho bác. Chắc ngày mai sơ bán nhiều. Thấy các bạn thấy con trai không? Ngày mai Cuộc Sống Sài Gòn TV quyết định sẽ đi sớm nha các bạn. Để đi sớm một xíu. Để mai chị bán là con trăm ký hả? Bán trái anh. Bán trái hả? Hôm qua là bán được 80 trái. Dạ. 90 trái. Đó. Đây, chị khách nè. Chị khách nói. Cái thường này là mình lấy từ thơm á, khóm mình lấy từ ở đâu về chị? Chút trước á, hồi đó lấy ở bên Tiền Giang.
tại chưa có bầu á, đi xe bên Tiền Giang lấy. Ủa mình chạy xe qua chứ không phải là người ta đem lên trên Sài Gòn cho mình. Rồi chưa có bầu á. À. Rồi cái thấy mới được cũng vài tháng rồi cái mới chạy lên Trà Bình Điền quá lấy. À. Như là rồi bây giờ chồng đi thì là không mất hết. Lo mấy giờ? Là mình mua được trả một chút thì mình mua rồi đi lên Trà Thủ Đức. Đó. Yeah. Mình lấy thon chín bán không à, không có lấy thon sống. Yeah. Thon sống thì là mình bán không có được. Yeah. Rồi mấy tiền đem rồi bà con ta ít có mua thon sống lắm. Yeah. Rồi chị cảm giác như thế nào mà khi trong thời gian vừa qua thì trên cộng đồng mạng á biết đến con trai nhiều hơn và cái tình hình gia đình mình có bị xáo trộn gì nhiều không chị? Tình hình gia đình mình có bị xáo trộn gì nhiều không khi mà mọi người biết và yêu thương con trai nhiều hơn? À. Dạ không có xáo trộn gì hết. Dạ. Rồi mình cũng thấy rất là cảm ơn trên đồng mạng á, à, đã có chia sẻ em bé vậy đó, đã giúp đỡ em bé gì đó, rồi cái em cũng vui. À. Thì mọi người thấy con cũng như là phụ giúp ba mẹ nên là cộng đồng YouTube cũng như là mấy anh em YouTube cũng quay lại để cho có khách đó, mọi người đến nhiều hơn để ủng hộ chị cũng như là anh. Dạ. Ủa bây giờ là mình chạy về nhà mình là ở đâu chị ha? Ở bên quận 2 á. À nhà ở bên quận 2. Ồ quận 2 chạy qua thì cũng xa quá chị hả? Chị bán ở địa điểm này là bao lâu rồi? Hồi năm rồi á. Hồi năm rồi là năm rồi có bán rồi cái mùa dịch cái nghỉ á. À. Không an tâm cho bán. Dạ. Nghỉ rồi lâu quá. Mới hết dịch mới có bán nữa. Dạ. Và là bán là mình bán vừa hồi năm vừa rồi. Còn trước đó thì là chị bán ở đâu? Bên chợ quận 2 á. À bên chợ quận 2. Dạ. Chợ Thánh. Dạ. Mẹ của cậu bé Gột Thơm này các bạn chia sẻ, các bạn thấy chân chất không? Ví dụ như con mốt mà bé Nhi không có tiền thì cái bát cơm này là ai sẽ bán, tại diện sắp sinh em bé luôn. Ừ, đó là con đi học là bữa trưa gì đó, cái giấc sáng là con đi bán cái gì đó, thì nói con cũng như là con cũng phụ mẹ thì cuộc sống của mình như là không có đủ xài đó, như là sáng thì con cha qua đây bán, rồi cái giấc trưa thì như là con qua chỗ cha tới chiều với con về luôn. À. Cái gì đi học đó, nghe nói đi học ở chùa gì ở đó thì sao nó chưa quyết định mẹ ơi, đứa con chưa quyết định. Dạ tại vì nếu mà đi học á thì sau này cái gì nó sẽ có cái tương lai hơn đó chị. Chập nữa rồi là về với mẹ. Hôm nay ba không lấy nha chị. Con có thương mẹ không? Con thương mẹ không? Ừ. Thấy hôm qua con đi chơi đồ vui quá mà đúng không? Mà bây giờ hiện tại bây giờ có khán giả đây nhiều rất là những cái anh những chú YouTuber nhiều nè. Mình bán hết hàng đúng không? Bây giờ mình tặng khán giả mấy bài đi. Tặng rồi hả? Nhưng mình tặng bài mới đi, mình đừng có hát bài Anh Da Đen nữa. Đấy còn hai đây. Con trai sẽ hát một bài hả? Biết hát bài cổ không? Con hát một bài cho mọi người nghe đi. Không, con biết hát cái bài nào của tiếng Khmer mình không? Ủa chị dự định bao lâu mới cho bé quay lại trường học? Dạ như là tiền mới chồng chạy. Sao con này bàn theo tính tới đến mấy ngàn? Để anh mà thật cho em nghe những lời để được lần nữa em có muốn theo anh trẻ không? Trẻ hái các bạn. Ở nơi em tính mới chỉ có đời chẳng là khoe đọc được trên cận cây trốn xa xong. Đó là bài gì con? Bài Tôi Nắng. Tôi Nắng. Quá. Trời ơi.
Đây là địa chỉ 32 Trần Nhân Tông nha các bạn. Thì phường 2 quận 10 là cậu bé Bánh Thơm. Ở đây Gọt Thơm nè, phụ mẹ. Dạ em chúc chị cũng như là con luôn mạnh khỏe và bán được nhiều thơm nha các con chị. Con chuẩn bị đi học hả? Qua năm học mới là con đi học cái gì? Dạ. Chị là quê mình ở đâu chị? Dạ. À, Trà Vinh hả? Dạ, Trà Cú, Trà Vinh. Chị lấy Sài Gòn là được bao nhiêu lâu rồi? 3 năm rồi. 3 năm hả? Dạ. Ok, dạ.